Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 vừa qua thì các bộ phim chiếu rạp tại Việt Nam được phân loại theo 4 cấp độ để có thể phù hợp với độ tuổi của khán giả. Với quy định này thì công chúng kỳ vọng là tới đây thì họ sẽ được xem những bộ phim 18 cộng thực sự thay vì phải xem những bộ phim bị cắt hết những phần cảnh hấp dẫn như là những gì mà từng xảy ra với bộ phim 50 sắc thái trước đó. Tuy nhiên thì mới đây nhất nhiều khán giả đã không khỏi thất vọng bởi vì bộ phim 50 sắc thái đen phần mới nhất vốn rất là được mong chờ, song khi mà ra rạp thì dù gắn mác là 18 cộng vẫn bị cắt tới 7 phút được cho là có cảm xúc nhất. Vậy thì tại sao lại như thế? Những ai là người mà có thẩm quyền duyệt nội dung phim trước khi ra rạp và chuyện gì diễn ra bên trong các phòng thẩm duyệt phim? Ngày hôm nay thì nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, cựu thành viên của Hội đồng Thẩm định Phân loại Phim Quốc gia sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về hậu trường cắt cảnh nóng của phim chiếu rạp. Trước tiên thì chúng tôi rất cảm ơn chị đã dành thời gian đến với trường quay của Chào Buổi Tối. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây để biết được quan điểm của Cục Điện ảnh khi mà cắt 7 phút cảm xúc nhất của bộ phim 50 sắc thái đen vừa qua. Khi được công chiếu ở các nước khác trên thế giới, phim 50 sắc thái đen có độ dài 118 phút và được dán nhãn R, tức là hạn chế khán giả dưới 17 tuổi. Tại Việt Nam, sau khi thẩm duyệt ra rạp, phim chỉ còn lại 111 phút, tức là bị cắt 7 phút và dán nhãn 18 cộng, tức là chỉ dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Những tưởng 7 phút bị cắt không đáng là bao, nhưng thực tế lại khiến khán giả vô cùng thất vọng, thậm chí bức xúc. Bởi họ bỏ tiền mua vé xem phim 18 cộng mà hầu hết các cảnh nóng lại bị cắt bỏ, khiến phim chỉ còn lại vài sắc thái tẻ nhạt. Trả lời về vấn đề này, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, các cảnh cắt khỏi 50 sắc thái đen là khiêu dâm.